Đây rồi, đôi giày, con phím mà anh em yêu kiều nhiều nhất trong thời gian vừa qua đây, khổ ghê. Fullen H75S. Chúng ta có phiên bản H96S nữa cơ, nhưng mà hôm nay mình thích trên tay phiên bản H75S này hơn. Thì mình nói thẳng luôn, đây là hàng chính hãng và các bạn có thể mua rất là dễ dàng tại Việt Nam. Thì con phím này mình nói thẳng luôn là được bạn Minh Tiến Đỗ Minh Tiến bên EA Gear, bạn ấy gửi và trải nghiệm, cũng như nói thẳng luôn là bạn ấy gửi tặng mình con này. Thì ok, anh em quan tâm thì có thể tham khảo tại shop của bạn Minh Tiến Đỗ nhé, bạn bên EA Gear, mình sẽ để link phía bên dưới, các bạn cứ click vào thôi. Thì con này hiện đang có mức giá là 2.150.000 hay 2.190.000 gì đó. Nói chung shop của bạn Đỗ Minh Tiến thì như cũng rẻ hơn so với một vài shop khác, cỡ 50-100.000 gì đó, mình cũng không nhớ cụ thể. Nhưng cái quan trọng ạ là các bạn gồm có gì? Con kit Full Land H75S này, chúng ta có hai pack switch là switch cũng của Full Land luôn. Và mình đang có ở đây là cái phiên bản là yellow. Yellow này thì nó là linear. Đấy, dễ gõ nhất. Và switch này cũng được pre-loop rồi, khá là chắc chắn, sử dụng cái ngàm kiểu cao. Tuy nhiên thì kỹ thì anh em vẫn nên làm lại. Không pinh lò xo, khá mượt, tiếng thì hơi đanh một tí. Rồi, và chúng ta cũng có luôn cả một set cây cáp. Cái set cây cáp này nó là gì nhỉ? CSA Profile. Tức là cái C này, mình thì từng thấy cái set cây cáp này ở một vài những cái thương hiệu khác rồi. Ví dụ như là Faker cũng có cái CSA. Thì cảm nhận của mình về cái con này á, đó là nó thấp hơn hẳn so sánh với SA. Đấy, cái kiểu làm cái profile như thế này này, các bạn để thấy là nó khá giống với kiểu của Cherry. Tuy nhiên thì nó tròn hơn, nó bầu hơn và cái cảm giác gõ thì nó cũng thấp hơn hẳn so sánh với SA. Tức là nó cứ có cảm giác kiểu là nhìn thì giống SA, nhưng mà gõ thì nó mang hơi hướng giống kiểu của Cherry. Và quan trọng là set cây cáp này nó cho cái chất lượng in khá là tốt. Cái phông chữ này theo kiểu mảnh và nó hơi khác so sánh với những cái phông chữ trên thị trường. Các bạn có thể thấy cái quan trọng là nó là in double shot, nên là thực sự là không bao giờ anh em phải lo vấn đề bay màu cái thứ gì cả. Và thậm chí là những cái chi tiết như này, cá nhân mình đánh giá là nó in cũng khá là cẩn thận. Nếu không muốn nói là 400.000 cho cái set này thì đúng thật sự là nó vô đối về cái khoản hoàn thiện và cái độ đẹp của nó. Cong cong vuốt lên khá là ok đấy, và những chi tiết nhỏ nhỏ như này rất là ổn. Thậm chí cái dấu hỏi này là một trong những cái mà rất nhiều set làm hơi tệ thì con này làm cũng ok đấy. Nói chung là ổn, không có điều gì phải xoắn cả. Những cái liên quan đến chân stem này thì cũng cực kỳ là ok luôn. Đấy, cái chỗ này là cái chỗ mà rất nhiều set ASA các thứ là FSA các thứ là nó bị khuyết ấy, nhưng mà con này thì nó không hề bị khuyết luôn. Tức là cái phần khuôn này của nó cũng khá là ổn. Đó. Còn cái vấn đề mà mình muốn quan tâm nhiều hơn á, đó là bên trong con này như thế nào, thì ok, chúng ta cũng sẽ khám phá. Và video ngày hôm nay thì mình để stock hoàn toàn. Tức là gì? Ngay cả đến cái stab này nó cũng đã được pre-loop sẵn một chút xíu và mình cũng để stock. Đấy, còn spay này của chúng ta này, uầy, thẳng tưng luôn. Nếu không mà nói là nó hơi lõm cong, nhưng mà hơi chút xíu thôi, quan trọng là nó vẫn thẳng. Như vậy là ổn. Đó. Rồi, thế thì vì sao các bạn yêu cầu mình làm con này rất là nhiều? Thứ nhất, nó là full length. Và cái thương hiệu full length này nó thuộc dạng đó là ngon, bổ và rẻ từ xưa giờ rồi. Anh em có đồng ý với mình là ngày xưa mua chuột cỏ, mua phím cỏ cứ toàn đáng táng full len mà. Anh em công nhận không? Ngay cả như mình ngày xưa mua mấy bộ máy tính cho công ty cũ, chuột phím cứ auto full len. Có hơn 100.000 con chuột, hơn 100.000 con phím, full sàn thôi luôn cắm dây. Mà dùng nó bền đến mức độ máy tính đi bảo trì, bảo dưỡng mấy lần con phím vẫn cứ chơi ra, chuột vẫn cứ mầm, dùng thoải mái. Nói chung là riêng về độ bền thì full len mọi người thực sự là cực kỳ yên tâm. Tức là nhìn cái tên này là auto ok. Rồi thêm nữa, con này có 3 mốt, có RGB từng phím, có mạch xuôi hẳn hoi luôn. Và thậm chí điểm nhấn nó đến từ cái phần LED viền này, quá xuất sắc trong cái tầm giá này. Mình không tìm thấy bất cứ một con nào có cái phần LED viền mà nó đẹp hơn và ấn tượng hơn đến cái con full LED này cả. Và thực sự đây là một trong những cái điểm nhấn để mọi người quan tâm đến con này rất là nhiều luôn. Con này thì sử dụng cái plate ở đây, nó là plate nhựa, plate PC. Đây là khi các bạn vặn vẹo này, đấy, nó sẽ vẫn có cái độ cong nhất định. Thì đây là một cái đặc điểm chúng ta phải chấp nhận khi mà cái phần plate ở giữa nó là cái phần vốn là gia cố cho cái phần switch này, phần mạch này, và thậm chí nó tạo nên cái sự chắc chắn của con phím mà không sử dụng plate thép thì ok. Nhựa này thì nó ọt vẹo hơn tí, nhưng mà quan trọng là tổng thể build của nó vẫn khá là chắc chắn. Và cơ bản thì con này nó cũng nhẹ nhàng để giúp các bạn mang đi mang lại rất là ok. Thì nói thẳng luôn ra, xét về yếu tố tính năng này, xét về yếu tố thẩm mỹ này, rồi xét về yếu tố mạch xuôi này, thậm chí xét về yếu tố giá cả mà chúng ta gần như là có full một con phím, mà gần như gì nữa, nó là full một con phím rồi, thì thật sự là các bạn quan tâm đến nó quá nhiều luôn.
Nhưng mà sorry anh em mà mình cũng bận, nên là bây giờ mình mới có thời gian mình làm. Đó, rồi. Thế thì con này có cái gì hay? Bây giờ mình sẽ tháo một cách cụ thể hơn để phân tích các bạn những cái yếu tố phía bên trong để xem nó như thế nào. Thì mình nói luôn là con này nó là hàng chính hãng. Và đã là hàng chính hãng thì các bạn sẽ được bảo hành chính hãng. Và đã được bảo hành chính hãng rồi thì anh em không phải lo mấy cái vụ lằng nhằng như kiểu anh em mua mấy con phím xách tay. Đó, tháo ra chỉ dễ như thế thôi. Thấy không? Mình còn tháo được, không cần dùng công cụ gì hỗ trợ thì anh em phải hiểu nó tháo dễ đến mức độ là như thế nào. Đấy, tháo ra xong nhá, anh em nhấc lên này. Đó, dưới nha, lưu ý nhá, có pin, có daughterboard. Rồi, xong. Rồi, thế thì tháo ra bên dưới này, chúng ta sẽ có một cái tảng silicone khá là to đấy. Thì anh em thích tịt, anh em để nguyên được. Còn nếu mà anh em không thích tịt quá thì anh em thay nó bằng một cái khác. Anh em thấy không? Có mấy cái vít này này là nó cố định luôn cái tảng silicone xuống phím dưới đấy. Anh em muốn tháo nó ra thì phải tháo mấy con ốc này ra nhé. Rồi, pin ở đây. Pin thì có dung lượng là 3000 mAh. Ok. Rồi, daughterboard các thứ thì cứ để đây nhá. Nói chung là hoàn thiện của con này thì những cái chi tiết nhỏ như này là các bạn có thể thấy là nó rất là ok rồi, đúng không? Rồi, bên trên thì chúng ta sẽ có một cái phần top cover. Và cái phần top cover này thì ngay khi mua bên Airgear các bạn sẽ được tặng một cái top cover màu đen. Các anh em nó thích trắng thì dùng trắng, thích đen thì dùng đen. Đơn giản, nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ là phần chính của chúng ta. Với cái cách mà nó làm cái gasket mount như thế này này thì các bạn cũng có thể thấy một điều á, đấy là họ làm theo cái chuẩn gasket người ta gọi là standard tiêu chuẩn luôn, tức là kiểu tiêu chuẩn thôi ạ. Nhiều con thì nó làm kiểu gasket pro như mấy con gì A3 hay mấy con FL, cái gasket ấy, là nó kiểu nhỏ ở đây thôi, từng điểm. Nhưng mà đây là 4 thanh, trong trên cũng 4 thanh. Đó. Và nó cân nhau. Thế nên cái phần gasket này cá nhân mình đánh giá là nó thiết kế đúng theo cái kiểu đấy là tiêu chuẩn. Và các bạn nhìn này. Đúng rồi đó. Hỗ trợ luôn cả start PCB mount. Tức là nếu như các bạn mà thích bây giờ á, mình nói luôn nhé, cái plate PC này các bạn thấy là nó hơi bị yếu quá đúng không? Nó hơi bị mềm mại quá đúng không? Tiếng hơi bị tịt quá đúng không? Các bạn muốn cắt plate nhôm. Ok, đồng ý luôn, các bạn cắt plate nhôm xong các bạn cắt cái loại mà support cho cái start PCB như thế này. Đây này. Đó. Đó. Thế là xong. Các bạn có thể lắp vào đây những cái set start PCB xịn sò đến từ Cherry này, đến từ M1 này, đến từ Outlap các thứ vào đây nếu các bạn thích để chúng ta thay đổi. Và cái start PCB thì nhiều anh em cũng chia sẻ đấy là gõ nó sẽ ok. Đương nhiên là start plate mount như này các bạn có thể thay sang những cái bộ start đến từ Cherry, là các bạn thay bộ start có thể nói là ngon nhất bây giờ dành cho plate mount, đấy là start FP Star. Giá cũng rẻ thôi, chưa đến 200.000 một set TKL, mà con này thì không cần đến TKL tại vì nó chỉ có tổng cộng là 1, 2, 3 cái 2U và 1 cái 6U, thế là xong. Và quan trọng hơn cả là khi mà thay cái staff khác sang thì các bạn cũng có thể tune lại để âm thanh nó có ok hơn. Mình nhắc lại nhé, là trong cái video này là mình sử dụng stop hoàn toàn, tức là ngay cả cái phần staff này này là mình cũng không động chạm một chút xíu gì đến. Nhìn ở phía bên trong này, các bạn để thấy là chúng ta cũng có một ít cái lớp mỡ được pre-loop, nó rất là mỏng, rất là nhẹ. Nên là nếu như các bạn mà có muốn mốt lại cái staff này thì các bạn cũng chỉ xử lý một vài thứ, ví dụ như cắt cái chân này đi cho nó gọn gọn bằng phẳng lại, sau đó các bạn lốp lại là xong, là mình đánh giá nó cũng rất là ok. Ở phía bên dưới này thì chúng ta cũng đã được lót một cái lớp foam, và cái foam này thì nó mình có cảm giác nó giống với cả foam Poron chứ không phải là foam PE. Thì cá nhân mình đánh giá là cái lớp foam này nó giúp cho cái tiếng của con switch nghe nó gọn gàng hơn, chứ không phải là tiếng nó bị nổ giống như mấy con PE mà các bạn đã thấy. Và đương nhiên là đồ của hãng này, các bạn nhìn này, nó cắt khoét từng tí rất là cẩn thận vào những cái vị trí chỗ này. Trời ơi anh em, mà bây giờ nói thật sự chứ bây giờ cắt một con plate khác sử dụng start PCB mount gần như chúng ta không phải bỏ bất cứ một thứ gì trên cái con này cả. Đúng là cái đồ của hãng ấy nó đúng theo cái tiêu chí gọi là chuẩn chỉ của từ A đến Á luôn. Mà bởi vì nó là đồ của hãng thì các bạn cũng hiểu này, họ cũng sẽ phải tính toán để giúp cho người dùng ấy, nếu có thay thế những cái switch, những cái keycap các thứ như này thì cũng không bao giờ phải lo việc tháo hẳn ra. Bởi vì đây ốc stand-off này. Đó. Nó rất là cẩn thận ở nhiều vị trí khác nhau như thế này. Đó. Chắc chắn là bên này sẽ còn con nữa. Tại vì bên này có một con thì chắc chắn là bên này sẽ có một con nữa. Đấy, lại bảo sai đi. Thấy chưa? Và rất có thể là ở giữa này cũng sẽ có một con. Nhưng mà mình vẫn thấy có một cái hay nhá. Các bạn đấy thấy này, ở vị trí chính giữa cái khu vực alpha thì không có con ốc stand-off nào cả. Thực ra chỗ này có nhưng mà không lắp này. Đấy. Bởi vì không có ốc stand-off ở phần alpha
nên cá nhân mình đánh giá là cái âm thanh của nó vẫn khá là đều. Thực ra là chỗ này này, nó vẫn hơi lệch hơn so sánh với chỗ bên này, nhưng mà không sao, chỗ này không phải là cái nút alpha mà chúng ta gõ quá nhiều. Hai nút bên này mà, phải mà. Đấy, nên là cơ bản tiếng của nó khá là đều phần alpha, và như vậy là các bạn cũng đã có một trải nghiệm gõ khá là tốt. Có một cái điều mà có lẽ là mình hơi tiếc nhẹ, đấy là khu vực ở đây này, thì cái miếng foam PCB ở giữa chỗ này thì nó sử dụng cái này là foam xốp kiểu EVA khá là đặc ấy, thuộc dạng đặc tiêu âm, chắc là thuộc dạng ghê gớm đấy. Thế nhưng mà nếu như nó mà là Pron nữa thì nhìn nó sẽ xịn sò cao cấp hơn, nhưng không sao, với tầm giá chỉ khoảng 2 triệu cho một set có thể nó là full phím như thế này thì mình chấp nhận được. Và quan trọng hơn cả là đây, đấy, cắt ra vẫn lộ ra mấy cái lỗ led này đấy, để mà gắn với phần top cover này chúng ta sẽ có những cái thông báo ABCZ. Và đây cũng là một cái điểm có thể nói là điểm lợi so sánh với những con phím mà chúng ta custom build bên ngoài. Tại vì ngay như vợ mình, các bạn cũng biết mình đổi cho vợ mình con phím full hồng hôm trước rồi mà đúng không, mới lắp đền cái chê luôn cái là không có cái đèn báo cắp lóc, tại mình quên không hàn các bạn ạ. Đấy anh em thấy không, phím preview nó cũng sẽ có những cái tính năng mà kiểu các chị em những người dùng bình thường ấy, nhỏ nhỏ xíu xíu thôi nhưng mà cũng sẽ khá là quan tâm đến đấy. Thế các bạn đánh giá nó như thế nào? Còn riêng về chất lượng mạch ấy, thì các bạn để thấy ở đây nó sẽ được phủ một cái lớp bảo vệ khá là dày với phần mạch của chúng ta, và thật sự những cái diode này, những con tụ này, chi chít các thứ với nhau như này nó nhiều phải gọi là hoa hết cả mắt luôn. Khi mà nhìn vào những cái con phím custom ấy, thì các bạn cứ để ý, cứ mỗi cạnh một con switch như này sẽ có một tụ một con diode, nhưng mà bây giờ là đúng là đồ của hãng, họ phân chia ra theo từng cái khu như này rồi họ vẽ những cái mạch đó lên đến những con switch như này, nhìn cũng hoa hết cả mắt lên. Mình chả hiểu cái gì về cái này cả, nhưng mà nói chung nhìn khá là uy tín. Và riêng về hàng chính hãng như này thì lo là cái meo gì, đúng không? Đấy, anh em đừng có đổ nước vào đây là được rồi, thế là ổn, không có gì phải xoắn cả. Chip thì chip của chắc là chip bên Trung Quốc thôi, IC3121 gì đó mình không biết, chứ không phải là mấy cái kiểu STM32 hay là Mega32U4 để mà keymap VR. Con này chắc chắn phải dùng cái phần mềm keymap của hãng rồi, anh em phải lưu ý nhá. Và chúng ta sẽ có cái khu vực led viền xung quanh để mà hắt ra cái khu vực viền đấy bên này này, xung quanh này không có led gầm, các bạn lưu ý led RGB từng phím thì công nhận sáng phết, cháy đừng có hỏi luôn. Hot swap thì vẫn cuộc kêu quen thuộc đấy. Toàn những linh kiện cũng khác gì mấy con đắt tiền đâu, mà giá có 2 cục bảo sao nó hot. Hiểu lý do luôn. Ok, à có một cái lưu ý nha, thấy chưa, cái này mà không lưu ý thì vỡ mồm luôn. Dài không các bạn? Dài. Dễ gãy không các bạn? Dễ gãy, nên á cho nó cẩn thận, đâu bên này sang bên này hết, đẩy cái này sang, ok, lắp vào áp lực lắm. A few moments later, đấy, gạt được rồi đúng không? Nhẹ nhàng tình cảm, thần chú nhẹ nhàng tình cảm. Ép lại. Xong. Ok, còn bây giờ để mà nói nhận xét về cái bộ staff này thì chả có gì nhận xét cả, quá là bình thường luôn, chả có gì thú vị cả. Đương nhiên là anh em cố gắng mút thì vẫn ngon thôi, nhưng mà thôi thay được thì thay đi, Cherry giờ cũng rẻ mà, FP Star giờ cũng rẻ mà, mua không mua staff Panda Matcha tại xịn sờ to cho mình cũng được mà, nó cũng rẻ mà. Ok, à còn bây giờ review một tí xíu cái switch nhé. Thì con này 5 pin hẳn hoi luôn, sử dụng cái ngàm hai bên này theo kiểu K-box, nghe thì có vẻ là rất là chặt nhưng mà thật ra là không chặt cho lắm. Phần top với phần bot housing nó vẫn sẽ có cái sự rung lắc nhẹ, nên là con này bắt buộc phải phim nếu như anh em muốn nó ngon hơn. Và cá nhân mình đánh giá thì cái lượng pre-loop của con này khá là vừa đủ, nó không quá nhiều, nó cơ bản là cũng đủ mượt. Tuy nhiên thì nếu như nhìn qua có thể anh em sẽ nghĩ là nó không được pre-loop đâu, nhưng mà nhìn phần chân stem ở đây mình vẫn thấy có cái sự bóng nhẹ. Và cái cách làm như thế này này, các bạn thấy không, cái phần stem này nó chỉ tiếp xúc với cái phần phần thành của cái bot housing ấy, bằng hai cái ngàm rất mỏng ở bên đó, thế nên nói thẳng luôn ra cái vấn đề gọi là bị ma sát giữa cái phần nhựa này với nhau nó sẽ ít đi đấy, và như thế thì cảm giác là nó cũng sẽ có một cái độ mượt hơn nhất định. Và công nhận là cái con switch này thì nó cũng mượt thật đó. Mượt thật đó. Nghe các bạn nghe này, nghe tiếng này, không ping lò xo luôn. Nên là thật sự là con này nếu như các bạn muốn nó ngon thì các bạn chỉ cần loop, mà con này loop mỏng thôi, sau đó các bạn phim vào là xong. Lò xo chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải lắc rồi. Thì cơ bản là
Switch như thế này cũng khá là ổn, chứ không hề tệ một chiếc Switch nào cả. Một pack của nó là 45 cái Switch, không biết bao tiền, tại vì bây giờ đang là đồ tặng kèm thôi. Nên là mình không rõ, anh em thông cảm nhé. Ui, kim loại cơ à? Cháy nhờ. Mà nó dày cộp luôn các bạn. Ai được đấy. Không phải đậu vừa rang. Ồ, mình cũng cứ tưởng chỉ là nhựa thôi. Nó được tráng gì đó hoặc là trang trí thì thêm thôi. Ai ngờ đâu bằng kim loại luôn. Được quá nhờ. Ok, tóm gọn lại với con Fulen H75S này, nhắc lại nhé, chỉ hơn 2 triệu một chút xíu là các bạn đã có một con là full phím. Và full phím như thế thì như thế có thể nói là cái giá của nó là tốt đã rồi. Keycap ok về mức giá so sánh với chất lượng. Phần Switch cá nhân mình đánh giá thì cũng thuộc dạng ok nếu như nó rẻ. Còn đắt thì thôi bỏ đi. Quan trọng là cái con kit mạch xuôi 3 mốt, có núm, rồi hỗ trợ macOS các thứ ok đầy đủ, có led nền từng phím, có led viền rất ấn tượng và đẹp. Build thì cũng khá là ổn, chắc chắn cứng cáp, nhẹ nhàng mang đi mang lại ok. Và gần như chúng ta không phải bỏ bất cứ một cái thành phần gì phía bên trong cái con phím này. Nếu như các bạn muốn ngon hơn, các bạn chỉ cần đơn giản đấy là mốt lại một vài những cái nhỏ nhỏ liên quan đến cái stab. Mình nghĩ như vậy là đủ để các bạn sử dụng rồi. Tại vì ngay cả với rất nhiều những thứ như là silicone phía bên trong các kiểu mà tiếng cũng không hề bị tịt, thì rõ ràng đây là một cái con mà nó cân bằng giữa cái yếu tố phía bên trong, phần bị rỗng, phần âm thanh cũng như tạo nên cái khoang ơ buồng âm khá là tốt. 2 triệu con này thì đúng là ok, mà nó còn là hàng chính hãng dễ mua, là Fulen bao bền nữa. Ok luôn nha anh em.